những vụ đầm lộng lẫy của Phạm Băng Băng tại Cannes 2023. Liên hoan phim Cannes 2023 là cơ hội để Phạm Băng Băng giành lại tên tuổi với truyền thông quốc tế sau 5 năm bị đóng băng sự nghiệp tại Trung Quốc. Hình ảnh nữ hoàng giải trí Hoa ngữ phủ sóng nhiều trang báo. Năm 2018, Phạm Băng Băng bị phạt 130 triệu USD và cấm sống tại Trung Quốc vì bê bối trốn thuế. Nữ diễn viên không thể tham gia đóng phim hay góp mặt tại các sự kiện nghệ thuật lớn tại quê nhà. Cô cũng không thể ra nước ngoài tham dự các sự kiện quốc tế bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 5 năm qua, người đẹp gần như tập trung cho công việc kinh doanh mỹ phẩm. Năm 2023, cô bắt đầu rục rịch trở lại đường đua quốc tế. Mỹ nhân 42 tuổi tham gia nhiều sự kiện quốc tế như Liên hoan phim Berlin 2023, Đức, tuần lễ thời trang Paris, Pháp, Liên hoan phim Cannes 2023, Pháp. Trong đó, Liên hoan phim Cannes 2023 thực sự là một sự kiện có tính bước ngoặt giúp Phạm Băng Băng lấy lại tình cảm và sự hưởng trên trường quốc tế. Trong hơn chục ngày diễn ra Liên hoan phim Cannes 2023, Phạm Băng Băng xuất hiện với hình ảnh rực rỡ, đa dạng và quyến rũ tại hầu hết các sự kiện lớn hay các sự kiện bên lề. Ở mỗi sự kiện, cô đều mang đến một phong thái quyến rũ, ấn tượng, hút mọi ống kính của giới săn tin. Các trang phục của Phạm Băng Băng đều được nhận xét phù hợp với khí chất của người đẹp trên thế giới. Ngoài Cũng Lợi, Thanh Duy, Dương Tử Di, Phạm Băng Băng có lẽ là nghệ sĩ gốc Hoa được truyền thông quốc tế săn đón khi tham dự các sự kiện hoành tráng. Đến Liên hoan phim Cannes từ hôm khai mạc ngày 16 tháng 5, Phạm Băng Băng là một trong hai diễn viên Trung Quốc được ban tổ chức đưa đón bằng xe riêng từ lúc đặt chân xuống sân bay Pháp đến khi lên thảm đỏ sự kiện. Cô được giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim đón tiếp ân cần khi lên thảm đỏ. Nữ diễn viên xinh đẹp của Trung Quốc nhận được vô số lời khen cho những bộ đầm được đầu tư công phu, phù hợp với Phạm Băng Băng và từng sự kiện cô tham gia. Những chiếc đầm khoe vai trần giúp minh tinh Trung Quốc tỏa sáng giữa hàng loạt các ngôi sao diện trang phục lộng lẫy của những nhãn hàng sang trọng khác. Truyền thông quốc tế nhận định, nữ diễn viên Trung Quốc sẽ tái sinh sau 5 năm im ắng sau lần xuất hiện tỏa sáng tại Cannes 2023. Trước bê bối trốn thuế, mà Băng Băng từng là cái tên quyền lực nhất nhì làm giải trí Hoa ngữ. Cô không chỉ sở hữu tài nguyên điện ảnh dồi dào, sự mến mộ, ủng hộ của công chúng mà còn được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc cuốn hút bậc nhất làng giải trí châu Á. Phạm Băng Băng được tạp chí Forbes bình chọn là ngôi sao giải trí quyền lực nhất Trung Quốc trong hai năm 2013 và 2014. Một năm sau, cô lọt vào top 5 sao nữ có các dê cao nhất thế giới với thu nhập lên đến hơn 20 triệu USD năm, 463 tỷ đồng. Cô cũng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh tiếng tại khu vực châu Á, khách clip của Liên hoan phim Cannes phát trong nhiều năm. We'll be right back.